Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ hai, 21 tháng 12 năm 2020. Giờ này của chúng tôi là 10 giờ 22 buổi tối ở tại miền Tây Hoa Kỳ, tức là 1 giờ 22 phút buổi trưa ngày mai ở tại Việt Nam và 5 giờ 22 phút ở tại miền Đông của nước Úc, Sydney và Melbourne. Và tôi xin đi qua đến phần thứ ba của cái tiết mục giải ảo thời sự. Trong phần 2, tôi có nói đến cái tham vọng bịp bợm của Trung Cộng khi tạo ra, gây ra cái ấn tượng rằng là cái đồng nhân dân tệ của họ sẽ thay thế đồng đô la của Mỹ. Và tôi cũng có phân tích ra cái chuyện cụ thể, thực tế nó ra làm sao, thực lực nó như thế nào. Trong cái phần 1 thì tôi có nói đến cả một cái năm nay, nó gọi là năm đại loạn của nước Mỹ, mà tôi diễu, tôi bảo một năm yên bình như thình lình nó có loạn rồi đó, là chuyện đó. Và tôi cũng có nói đến cái vấn đề đại dịch nó ra làm sao. Có nhiều người đó đó, óc thì chắc là nó cũng có gì nó hơi nó lệch lạc một chút. Thì tôi nói rằng là cái trận đại dịch đó là lỗi tại ông Trump, mà tôi có giải thích. Ngay từ đầu tôi nói rằng là khi mà ông lấy quyết định rằng là cái đó có thể là nó xuất phát từ Vũ Hán ra, và ông ngăn không có cho người Hoa ở tại Trung Cộng đi vào nước Mỹ, đó là ông đã bị đả kích. Và cái người đả kích ông chính là Joe Biden, nói rằng là ông có cái tinh thần bài ngoại, ông có cái tinh thần kỳ thị người Hoa nọ kia. Nhưng mà sau đó thì chính là cái ông Anthony Fauci, một cái ông mà tôi cũng không thích lắm, không, tôi dùng cái chữ nó sai, tôi không phục mà tôi hơi khinh nữa cơ. Thì ông nói rằng là may quá đóng cửa chứ còn không có được, mình còn bị dịch bệnh nhiều hơn nữa. Và tôi cũng có nhắc đến cái việc mà Nancy Pelosi, chủ tịch hạ viện và là dân biểu ở tại cái vùng miền Bắc của California, còn kêu gọi mọi người đó là mừng Tết Nguyên Đán Canh Tí, đó là đi vào phố tàu nhảy múa ca hát Canh Tí 25 tháng Giêng. Lúc đó là dịch bệnh nó đã lan lung tung lên rồi. Những cái chuyện như vậy nó đã có trong lịch sử. Mà bây giờ vài ba đứa nó lát ngáp thì cái đầu của nó chắc là nó cũng hỏng rồi. Thì nó nói người cái đó là lỗi tại ông Trân. Cái đó trong phần đầu tôi xin phép tôi xóa luôn, là tại vì tôi không muốn mở ra một cái diễn đàn để cho những cái người ngu đi vào nói nhảm. Nên tôi bảo ê, đi chơi chỗ khác các con. Bây giờ tôi mới nói đến cái phần 3, tức là gần 3 phút để tôi nói đến cái chuyện cũng vẫn là chuyện của Trung Cộng. Đáng nhẽ ra đó, cái năm nay, năm 2020 đó, nó là một cái năm mà Trung Cộng mơ ước là sẽ là một cái năm hữu nghị Hoa, Hoa là Trung Hoa đó, Hoa Âu. Tôi không có dùng chữ Trung để nói về Trung Cộng như là mấy cái đứa ngu ngu ở Việt Nam bây giờ và những cái đài quốc tế đó là dùng cái chữ ngu của Hà Nội gọi cái đó là Trung. Tôi bảo thí dụ như là Trung Mỹ à, thì Tân Hoa Xã thì gọi là Tân Trung Xã à? Thế tại sao mà chúng ta không có dùng cái chữ đó? Người ta đã có phổ biến từ ngày xưa ngày xưa. Chúng ta gọi là Hoa Kiều, chúng ta đâu có gọi là Trung Kiều. Mà cái đó là mười mấy năm nay tôi nhắc đi nhắc lại hoài rồi người ta vẫn nhầm. Nhưng mà thôi, nói hoài thì cũng nhàm. Nhiều khi đó là phải bửa óc ra nhát vào đó thì người ta mới hiểu được. Thế bây giờ tôi nói rằng là năm nay, đáng nhẽ ra là Trung Cộng mơ ước rằng là sẽ là cái năm hữu nghị Hoa Âu, Trung Hoa với lại Âu Châu. Và truyền thông quốc doanh, hệ thống tuyên truyền của Bắc Kinh đó, từ năm ngoái rồi, tháng 12 năm ngoái đó, đã nói đến cái chuyện này, đã ca tụng rằng là năm tới của chúng ta, tức là năm 2020 đó, đó là sẽ là cái năm gọi là hữu nghị giữa hai lục địa Âu Châu với lại bên Trung Quốc hay là Trung Cộng. Và họ còn mơ ước rằng là khi mà mình đẩy mạnh cái chuyện mà giao kết khăng khít với lại Âu Châu đó, đó thì tức là mình tạo ra một cái thế ly gián giữa Âu Châu hay là Liên Hiệp Âu Châu. Tôi cứ nói của chung là Âu Châu thôi, tại vì trong đó chúng ta nó có nhiều cái khái niệm, nó liên kết với nhau, nó có khối Euro, tức là những cái nước ở
trong Liên Hiệp Âu Châu, nhưng mà sử dụng chung một đồng tiền, nó làm khối euro, nó có Liên Âu, và bây giờ nó lại còn có Vương quốc Anh Thống Nhất đứng ra ngoài nữa chẳng hạn gì, thì cả một số những quốc gia khác của Âu Châu không nằm ở trong Liên Hiệp Âu Châu chẳng hạn, thì cũng không có nằm ở trong cái khối euro nữa, thì tôi cứ dùng cái khái niệm chung thôi, nó là Âu Châu. Một chút nữa chúng ta sẽ nhìn thấy cái một số những cái thống kê, những cái dữ kiện về kinh tế. Thế thì bây giờ đó, tôi mới nhắc lại, đó là năm ngoái Bắc Kinh đó là đã khoe trước lại quần chúng rằng là năm tới là cái năm hữu nghị Hoa Âu, Hoa là Trung Hoa chúng ta, Âu là Âu Châu chúng nó, và đồng thời đó là đánh tỉa cái quan hệ giữa Hoa Kỳ với lại Âu Châu. Cái đó là cái giấc mơ của họ đó. Thế rồi đó, đó là đừng một cái mọi chuyện đó, đó nó làm thay đổi cả cái thế giới quan, tức là cái nhìn của Âu Châu về Trung Cộng. Tôi dùng cái chữ thế giới quan làm cái khái niệm đã có từ lâu nhưng mà ít người sử dụng. Cái quan niệm hay là cái nhìn về thế giới, giống như chúng ta nói đến vũ trụ quan chẳng hạn đó, thì đó là viết tắt cái chữ như vậy đó, đó ngày xưa nó khá thông dụng mà bây giờ thì nó không còn thông dụng nữa, nhưng mà nó là một cái chữ ngắn gọn và nó phản ánh đúng cái sự thể đó. Thì tôi mới nhắc lại đó, rằng nó có một cái sự chuyển dịch về thế giới quan của Âu Châu đối với lại Trung Cộng, và vì vậy đó là cái năm 2020 sắp chấm dứt đó, đó chính là cái năm mà Bắc Kinh đánh mất Âu Châu. Đó là cái đề tài thứ ba. Tôi sẽ cố gắng tôi đi từng bước một để trình bày ra chuyện đó, là tại vì chúng ta tập trung với lại cái vụ khủng hoảng về bầu cử của nước Mỹ đó là quá nhiều trong vòng suốt từ tháng 11 cho đến bây giờ, trong 2 tháng trời rồi, thành ra chúng ta lâu lâu lại nhớ lại chuyện đó. Giống như là trong cái phần đầu tôi có nhắc đến rằng là Ấn Độ với lại Việt Nam vừa mới ký 7 cái hợp đồng để kinh doanh, làm ăn, hợp tác với nhau đó. Tôi cho rằng là đấy là một cái biến cố mà bình thường ra thì chúng ta cũng nên biết, mặc dù rằng là nhiều người ở tại bên Mỹ này, truyền thông báo chí Mỹ không nói, nhưng mà cái đó thì tôi lại phải đọc báo Ấn Độ, The Hindustan Times, số ra ngày 21, tức là này, nhưng mà họ đi trước chúng ta, thành ra tôi mới đọc cái trước chuyện đó. Thì tôi bảo nó là cái điều mà nó tốt đẹp cho Việt Nam, nhất là về mặt kinh tế đã đành, nhưng mà kể về cả mặt an ninh nữa, nó là cái chuyện khác. Đóng lại cái ngoặc đơn đó. Thế thì đầu tiên hết, tôi mới đi 8 phút rồi, tôi đi lại từ đầu. Tại sao Bắc Kinh mơ ước rằng là sẽ có một cái sự giao kết vô cùng gắn bó với lại Âu Châu trong năm 2020, và bây giờ đó là cuối năm chúng ta tính lại thế, ủa tại sao nó lại kỳ đến như vậy? Đầu tiên hết chính là cái trận đại dịch, nó xuất phát từ Vũ Hán của Trung Cộng và nó lan đi ra khắp mọi nơi tất cả. Thế thì lúc đó đó là một số quốc gia Âu Châu đó là đã lên tiếng đả kích Bắc Kinh, đó là không có cái sự trong sáng, minh bạch, rõ ràng về cái đại dịch đó, và đồng thời đó lại còn Bắc Kinh còn mở ra được một cái chiến dịch gọi là xuyên tạc tầm bậy tầm bạ, thậm chí nói rằng cái đó là nó xuất phát từ bên Mỹ hoặc là nó xuất phát từ các nước Âu Châu, hay là từ có cái âm mưu gọi là phá hoại các thứ gì đó là của an ninh tình báo của Mỹ chẳng hạn. Thế về sau đó, đó đến khi mà cái chuyện đó nó lan rộng ra đó thì Bắc Kinh lại còn đi vào một cái nền ngoại giao lạc sói khốn nạn vô cùng, thấy rằng là các nước Âu Châu đó là gặp nạn như vậy đó, thì nghĩ ngay đến cái chuyện đó rằng là nhân cái cơ hội họ bị gặp nạn, họ thiếu mặt nạ, họ thiếu những cái vật gọi là vật liệu để giúp cho gọi là hô hấp nọ kia để chữa bệnh kia, cuối cùng đó là họ còn viện trợ cho một số nước Âu Châu những cái vật dụng đó mà họ đã thi thu lượm của các nước từ trước rồi, tức là họ đã biết rồi.
và họ nói rằng là họ viện trợ, thì tình là họ cho vay. Mà đến khi mà các nước Âu Châu mở ra, kể cả trường hợp Cộng hòa Tiệp hoặc là Serbia, thấy rằng là đồ giả, đồ dởm, đồ không xài được, mà lại còn tính tiền, tức là tuyên truyền thì nói rằng là viện trợ cho các nước Âu Châu để cứu lấy vì cái lý do nhân đạo, thực tế ra đó là có tính tiền, mà tính tiền đi đi bán đồ giả. Cái đó đó nó mới có cái chữ gọi là cái nền ngoại giao lang sói, từ ngay từ những cái tháng 6, tháng 7 vừa rồi. Và bây giờ đó đó là họ còn nhìn thấy rằng là Bắc Kinh đó đó đang tìm cách trục lợi và sử dụng những cái gọi là cái phương tiện y tế cung cấp cho các cái nước Âu Châu đó, như là một cái đòn bẩy để đạt được cái mục tiêu về an ninh, tức là làm cho các nước Âu Châu đó lệ thuộc vào cái nguồn cung cấp của Trung Cộng. Và khi lệ thuộc vào cái nguồn cung cấp đó cho một cái nhu cầu không thể tránh được là nhu cầu gọi là giải trừ đại dịch nữa chứ, thì tức là các nước đó là bị lệ thuộc vào Trung Cộng. Các nước Âu Châu có thể ngây thơ hoặc là có thể không ưa nước Mỹ, nhưng mà họ cũng không phải không có đến nỗi gọi là hoàn toàn ngu muội không nhìn thấy cái chuyện gì cả. Thì rồi đó đó, họ còn để ý thế. Cái chuyện mà lãnh đạo của Bắc Kinh đó đó, mở ra cả một cái chiến dịch càn quét khu vực Tân Cương và Hồng Kông từ tháng 6 năm ngoái và Hồng Kông. Lúc đó đó đó, thì thủ đô của Liên Hiệp Âu Châu là thành phố Bruxelles của nước Bỉ đó đó, đã đưa ra một cái chữ, đó là một đối thủ, một cái hệ thống đối thủ với lại Âu Châu. Họ đã nói cái đó ra. Và sau đó thì người ta mới thấy rằng là hình như nó có cái gì đó, nó không có vui vẻ như trước. Là tại vì đáng nhẽ Tổng Bí thư Tập Cận Bình đó, đó là đi qua thăm Âu Châu vào tháng 10 vừa rồi đó, đó thì lặng lẽ bỏ. Và cái gọi là diễn đàn 16 cộng 1 đó, đó giữa Trung Cộng với lại các cái nước mà của Trung Âu và Đông Âu, thì tôi xin nhắc lại đó, đó là tôi dùng cái khái niệm địa dư, đó là Trung Âu đó, đó là Nam, Bắc, Trung, và Đông Âu đó, đó là giữa Đông và Tây Âu. Thì thực sự ra nếu mà nhìn trên địa dư đó, thì nó cũng cùng là một khối thôi. Đi từ các nước Cộng hòa, ba nước Cộng hòa Baltic xuống đến tận dưới, xuống đến Ba Lan, Hungary, Romania, xuống đến tận dưới đó. Thì lúc đó đó, đó là Bắc Kinh đó, nghĩ đến cái diễn đàn 16 cộng 1, 16 nước Đông Âu và Trung Âu với lại Trung Cộng đó, đó thì có thể rằng là tạo ra, đưa ra một cái quan hệ với lại một cái khối của cả Âu Châu, cái khối Đông Âu và Trung Âu đó, đó. Tức là lại gây ly gián trong nội tình của Âu Châu để mua chuộc các nước Đông Âu và Trung Âu. Cái đó là gây áp lực với lại các nước Tây Âu, là những cái nước đầu tiên thành lập ra Âu Châu sau đệ nhị thế chiến. Và cái đó họ đã nhìn thấy nhận đó. Thế rồi đó, đó là nó có, tại vì nước Mỹ đang lo về cái chuyện nội tình của họ, cái chuyện là nó vất vả đó, đó. Thì mình ước Bắc Đại Tây Dương NATO tháng trước, thưa quý vị, mới tháng trước đây thôi, đã đưa ra một cái khái niệm cho các nước thành viên của NATO, của minh ước NATO, đặc biệt đó là các cái thành viên Âu Châu ở tại trong minh ước Bắc Đại Tây Dương đó, là nên nhìn lại và quan tâm đến những cái mối nguy xuất phát từ Trung Cộng. Trước đây
chỉ có lo rằng ông Donald Trump ông giở quẻ rồi ông cắt này đấy kia, ông chẳng cắt cái gì cả. Cái mức độ hỗ trợ của Hoa Kỳ cho Minh ước Bắc Đại Tây Dương nó gia tăng chứ nó không có giảm, và có tái phối trí một số những cái đơn vị tác chiến của Mỹ từ nước Đức có thể rằng là đi qua những cái nước Đông Âu, Trung Âu, đó là để bảo vệ chống cái áp lực của Liên bang Nga, chứ không phải là nước Mỹ bỏ chạy và nước Mỹ phá cái hệ thống Minh ước Bắc Đại Tây Dương như là truyền thông báo chí vẫn loan truyền, và như là nhiều người ngây dại khác đó không hiểu gì cả, đó là cuối cùng đi làm cái loa tiếp vận thêm những cái lý luận gọi là sai lầm đó. Nhưng mà Minh ước Bắc Đại Tây Dương đó đã nói rằng là cẩn thận, tại vì Trung Cộng đó đã có thể gây ra những cái sức ép về quân sự và đe dọa cả lục địa Tây Âu. Lúc đó người ta mới để ý đến một cái chuyện rất lạ. Ba cường quốc của Âu Châu, Vương quốc Anh thống nhất, nước Pháp và cả nước Đức nữa, đã tiến hạm của họ vào cái vùng biển gọi là Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương kể từ năm tới. Tức là thưa quý vị và các bạn, trong vòng mấy tháng tới thôi. Thì chuyện đó nó là cái điều mà chúng ta cũng nên lưu ý chứ. Có thể báo chí Âu Châu ít nói, hoặc là chúng ta ít khi đọc báo chí của Âu Châu, tại vì ngôn ngữ nó khác chẳng hạn. Nhưng mà báo chí Mỹ cũng ít nói, nhưng mà chúng ta cũng nên để ý thấy cái chuyện đó, nó có cái chuyện gì. Tức là nó có một cái sự giác ngộ, sự tỉnh giấc của các nước Tây Phương. Họ bắt đầu họ nhìn thấy cái sự gọi là lớn mạnh của Trung Cộng đó, nó không là một giải pháp tốt đẹp cho cái khái niệm gọi là hợp tác quốc tế, mà nó trở thành một vấn đề. Là tại vì nếu mà người ta suy nghĩ rằng là trong tương lai đó, ở tình hình ở bên Mỹ nó có xoay chuyển, khiến cho lãnh đạo của nước Mỹ đó là sẽ dưới quyền ông Joe Biden, với cái chủ trương đó, dùng cái chữ nhẹ nhàng, ôn hòa với Trung Cộng, thực sự ra đó là ăn ngập hẳn ra về tiền bạc của Trung Cộng rồi. Thì nếu mà chính quyền Hoa Kỳ lúc đó mà lại có thể thay đổi lập trường để có vẻ ôn hòa, thân hữu với lại Trung Cộng đó, thì Âu Châu lúc đó đó mới lại e ngại. Thế như vậy thì làm sao? Tức là Trung Cộng với lại Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Joe Biden bắt tay nhau thì Âu Châu chúng ta nằm ở giữa đó. Tính toán ra làm sao? Làm cái gì? Thưa quý vị và các bạn đó, các nước Âu Châu đang suy nghĩ đến đó. Thành ra người ta chỉ nói đến, dư luận Âu Châu vỗ tay chào mừng ông Joe Biden có thể là tổng thống tân cử, tổng thống đắc cử. Cái chuyện đó mùng 6 hay là ngày 20 tháng Giêng chúng ta mới biết. Nhưng mà các nước Âu Châu đó là về mặt ngoại giao thì lép đép nói như vậy. Trong thực tế đó là cái này thì chết. Ngày xưa là mình sợ Donald Trump đó là sẽ tự cô lập, gián đoạn mối quan hệ tốt đẹp với lại Âu Châu trong quá khứ. Cứ sợ chuyện đó, điều đó nó không có xảy ra. Ngược lại là đằng khác. Chính là Hoa Kỳ rất là đang ra sức bảo vệ các nước Đông Âu và Trung Âu nhiều hơn nữa. Và đồng thời đó là vẫn tiếp tục có những cái chuyện thảo luận làm ăn buôn bán với lại các nước Âu Châu chứ không phải là không. Mà ngược lại đó thì họ mới nhìn thấy rằng là bây giờ đó là Trung Cộng có thể là thừa thắng xông lên khi mà đang khi nước Mỹ có loạn, nó có thể loạn thật đó. Những chuyện đó nó mới là một cái vấn đề, và các nước Âu Châu đó không chính thức nói ra, báo chí Âu Châu đó cũng không chính thức nói ra, trừ chuyện gọi là chửi Donald Trump. Thì cái đó là những con vẹt đó thì chúng ta đã nghe quen rồi, cả năm nay không, 4 năm nay chúng ta đã nghe quen rồi, nhất là trong cái vụ bầu cử vừa rồi. Nhưng mà dưới lãnh đạo của Âu Châu đó, nhất là
đặc biệt là phụ trách về kinh tế, về an ninh và quân sự, để họ có quan tâm. Nó là lý do tại sao mà tự nhiên họ quyết định sẽ đưa chiến hạm vào cái vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Chuyện đó nó quan trọng, đi vào Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương nó không phải là để khống chế Ấn Độ, chính là để ngăn ngừa cái việc mà Bắc Kinh ra đây là có thể phong tỏa những cái dòng hải lưu làm ăn buôn bán từ Bắc Thái Bình Dương xuống đến Nam Thái Bình Dương, xuống đến tận nước Úc, rồi từ Thái Bình Dương đi qua Ấn Độ Dương để qua Hồng Hải, qua Trung Đông vào đến Âu Châu chẳng hạn. Họ cũng ngại cái chuyện đó, và họ càng ngày họ càng thấy cái điều đó nó rõ ra hơn. Vì bây giờ chúng ta nghĩ tiếp thì mình thấy rằng là cái quan hệ giữa Âu Châu với lại Trung Cộng hay là Trung Hoa đó, đó là nó có những cái mâu thuẫn trước và nó có những cái mâu thuẫn sau. Nó có những cái mà nó thuộc về lịch sử, nó thuộc về quá khứ, có những cái thực sự ra nó thuộc về tương lai. Vấn đề đó là cái, cả cái lục địa Âu Châu nó gặp một cái khó khăn căn bản từ trong gia phả của họ, từ trong lịch sử của họ. Các nước Âu Châu đánh nhau, giết nhau quá nhiều, gây chiến tranh quá nhiều, thì sau đệ nhị thế chiến đó, thắng bại gì cũng đều kiệt quệ hết, phải tìm cách hợp tác với nhau. Và sau khi mà Liên bang Xô Viết sụp đổ, chiến tranh lạnh kết thúc từ năm 1991 đó, thì họ nghĩ rằng là đây là một cái cơ hội mà mình tức là các nước Âu Châu có thể gắn bó, được thống nhất đồng tiền, thống nhất này chỗ kia. Hiện đó họ đã nghĩ như vậy, nhưng mà dần dần họ thấy rằng là cái chuyện thống nhất của mình đó, nó bắt đầu nó nan giải, nó có vấn đề. Và trong chuyện mà thiếu thống nhất của mình đó, thì có một đối thủ đi vào tìm cách. Đối thủ đó không phải Liên bang Nga, đối thủ đó là chính là Trung Cộng ở rất xa, gây thêm ly gián, gây thêm phân hóa trong nội bộ của họ, thì cái đó nó trở thành một vấn đề. Huống hồ Âu Châu đó vẫn là nước, vẫn là một cái khu vực tự nghĩ rằng là mình văn minh và thể hiện cái tinh thần văn minh đó là đặc biệt quan tâm đến vấn đề dân quyền và nhân quyền. Và họ không chấp nhận được cái tình trạng gọi là chà đạp nhân quyền. Thế đó, Bắc Kinh dẫn đầu với bao nhiêu những cái tai họa gây ra cho những sắc tộc thiểu số, người Hồi giáo ở tại Tân Cương, người Tây Tạng ở khu vực cao nguyên Thanh Tạng, thí dụ như vậy, kể cả người dân Mông Cổ ở khu vực Nội Mông, rồi chưa kể những lý do tôn giáo ở bên trong. Đức Giáo Hoàng hiện nay có thể đang tìm cách gọi là nói chuyện nào kia, nhưng mà những người đi theo Kỳ Tô giáo hay Thiên Chúa giáo đó là bị đàn áp. Những cái người mà đi theo Pháp Luân Công chẳng hạn đó, đó là từ 1991 cho đến bây giờ đó, là họ vẫn coi, họ bị coi giống như là kẻ thù đó. Thì những chuyện đó nó vi phạm vào cái vấn đề nhân quyền. Người ta cứ nói rằng là ông Donald Trump là con buôn, không để ý đến nhân quyền. Ông đấu tranh cho nhân quyền rất nhiều, nhưng mà Âu Châu đó bây giờ mới thấy rằng là cái vấn đề nhân quyền đó nó mới lại là một cái bài toán trong cái quan hệ đối với lại Trung Cộng, và họ có lên tiếng chứ không phải là họ không lên tiếng. Thứ nhì nữa, về mặt kinh tế, tức là cái quan hệ về kinh tế qua những cái quy luật của thị trường nó đã bị lệch lạc, nó bị chính Bắc Kinh vặn vẹo, làm sao có lợi cho mình mà gây ra thiệt hại cho các cái nước Âu Châu. Đồng thời đó là Bắc Kinh đó là cũng không muốn rằng là các cái doanh nghiệp của Âu Châu đó có thể tự do đi vào thị trường của Trung Cộng để kiếm lời một cái cách gọi là dễ dàng. Họ, tức là Bắc Kinh đó là cũng tìm cách kiểm soát các cái doanh nghiệp của Âu Châu, không chỉ có doanh nghiệp của Mỹ rồi, doanh nghiệp của Mỹ nhiều tiền hơn, đấm mõm cái bọn lãnh đạo Bắc Kinh nhiều hơn, là cuối cùng sau đó là trở thành tay sai của Trung Cộng. Thì cái đó chúng ta đã nói,
và chúng ta sẽ còn quay trở lại nữa. Nhưng mà đối với Âu Châu đó, thì họ thấy rằng là cái này không được. Đi vào thị trường của Trung Cộng gặp khó khăn. Những cái gọi là bảo vệ cái quyền sở hữu trí tuệ, những cái phát minh của Âu Châu đó, đó vẫn bị ăn cắp. Và những cái chuyện đó nó vẫn xảy ra. Và bây giờ đó đó, các thủ đô của Âu Châu mới thấy rằng là vấn đề đó nó trở thành cấp bách, chứ nó không phải là một cái giả thuyết, là chuyện có thật, nó đã xảy ra và vẫn còn nó đang xảy ra. Thì họ bắt đầu họ suy nghĩ lại. Thì cái đó tôi nghĩ rằng là cái gọi là thế giới quan, cái quan niệm của họ về Trung Cộng đó, nó bắt đầu nó có những cái thay đổi. Và họ đi đến một cái chân lý, một cái sự thật mà ông Donald Trump ông có thấy. Lúc mà ông nói ra cái đó, đó là ông bị chửi. Các nước dân chủ Tây Phương, cả Âu Châu lẫn Hoa Kỳ, trước tiên là Hoa Kỳ từ 1972, cứ nghĩ rằng là chúng ta giúp cho kinh tế của Trung Quốc hay là của Trung Cộng cải thiện, tạo ra được một cái trình độ gọi là thịnh vượng cao hơn, đưa dần đến từ tăng trưởng sẽ đi đến phát triển. Và nhờ phát triển đó thì họ có thể rằng là họ có những cái cải thiện về chính trị, như là người ta đã thấy ở tại Nhật Bản, ở tại Nam Hàn hay ở tại Đài Loan chẳng hạn. Thì mới đầu cũng là một cái chế độ độc tài, sau chiến tranh phải tái thiết, thắt lưng buộc bụng và có một chính quyền rất mạnh, mạnh đến mức độ độc tài. Nhưng mà dần dần đó họ mở ra, họ trở thành, họ xây dựng những cái chế độ đa đảng, rồi đó là đi dần đến chế độ dân chủ. Nước Nhật là trước tiên, sau đó là Đài Loan, Đại Hàn. Thế thì các nước Tây Phương đó cũng tưởng rằng là như vậy, mà nghĩ rằng là sẽ có cải cách chính trị. Nào ngờ cái điều đó nó không có xảy ra. Là tại vì Đảng Cộng sản Trung Hoa dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình từ đầu năm 2013, tức là sau cái Đại hội 18, cuối năm 2012 đó, đó thì củng cố quyền lực nhiều hơn. Và quan trọng hơn, xây dựng cái sức mạnh kinh tế đó bằng cái hệ thống doanh nghiệp nhà nước, không phải hệ thống tư sản. Và sau đó đến cái Đại hội 19 cuối năm 2017 thì Tập Cận Bình đã trở thành một hoàng đế vĩnh viễn và củng cố cái sự kiểm soát của Đảng đối với nhà nước và của nhà nước đối với lại doanh nghiệp của nhà nước lẫn cả khu vực tư doanh. Và cái đó nó là trong cái quan hệ làm ăn buôn bán của Âu Châu với lại Trung Cộng đó. Họ đụng dần dần vào cái thực tế đó. Rồi nếu mà có mù đó thì họ cũng phải nhìn thấy cái chuyện nó xảy ra ở tại Hồng Kông. Hồng ngoái và Hồng Kông đó là ngày xưa là một thuộc địa của một nước Âu Châu, là cửa ngõ của các nước Âu Châu làm ăn với lại Trung Cộng. Và bây giờ đó là cuối cùng đang có một cái bức màn tre, sau đó sẽ là bức màn sắt khép xuống Hồng Kông. Rồi trong khi đó, đó là vẫn còn tiếp tục uy hiếp, đe dọa Đài Loan. Những chuyện đó, đó dần dần đó, các nước Âu Châu cũng bắt đầu thấy ra, và họ thấy ra rõ nhất đó là trong năm 2020 này, sau những cái gì đã thấy ở tại Hồng Kông năm 2019 ngoái. Thành thử ra đó, đó là thấy rằng là trước đây có mơ ước thiên hạ thái bình, làm ăn buôn bán với nhau để khi mà chúng ta đã là bạn hàng thì không có bắn vào mặt nhau chẳng hạn, giống như một số những cái bọn trí thức ngu ngu của nước Mỹ nó đông lắm. Nó là ồ, nếu mà hai nước đều có hàng McDonald's, ăn thịt bằm McDonald's hay là đều uống cà phê Starbucks thì không giết lẫn nhau, chuyện đó nó hoàn toàn không có. Đó là cứ tưởng rằng là kinh tế thị trường nó làm cho các nước làm ăn buôn bán với nhau đó thì sẽ không có sát hại nhau, chuyện đó nó không có. Nó dần dần đó người ta mới nhìn thấy. Và lúc đó, đó là các nước Âu Châu nhìn lại
cái khu vực mà ngày xưa họ đã khống chế Khuynh Đảo vì là thuộc địa của họ, chính là Á Châu và kể cả cái vùng Đông Nam Á đó. Bây giờ đó là đang có một cường quốc thực dân mới lên thay họ, và họ đã từng khống chế khu vực đó từ thế kỷ thứ 17, 18 cho đến thế kỷ thứ 20. Họ rút về, họ nói rằng không, cái chuyện đó nó sai, mình phải giúp đỡ những cái nước mà đã từng là thuộc địa của mình xây dựng lại được cái nền, gọi là cái nền móng kinh tế rồi chính trị nọ kia đó. Thì họ thấy cái chuyện đó nó là, và họ đang làm chuyện đó mà không đâu, và họ chấp nhận cho mọi người đả kích họ. Đó là ngày trước, đó là thực dân đế quốc ở kia, cái đó nó có, họ không có chối được cái tội đó đâu. Nhưng mà bây giờ đó họ thấy rằng là có một cái sức mạnh kinh tế lẫn chính trị và quân sự đó, nó đang giữ cái vai trò thực dân mới ở cái khu vực, chính là cái vùng Đông Á. Trung Cộng chưa thể nào uy hiếp được các nước dân chủ Tây Phương về mặt quân sự, càng chưa thể uy hiếp được Nhật Bản hay Hoa Kỳ. Nhưng mà ở trong cái vòng gọi là cận duyên đó, những cái nước nhỏ của cái Hiệp hội 10 quốc gia Đông Nam Á nằm dưới tầm đạn của Trung Cộng, và Âu Châu cũng bắt đầu thấy ra cái điều đó. Và bây giờ mới hiểu ngồi tại sao ông Thủ tướng Nhật đã phải về hưu vì sức khỏe, Shinzo Abe, ông mới nói đến cái tứ trụ kim cương, bốn cái trục đó: Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và Hoa Kỳ, bốn nước cộng tác với nhau, các nước Âu Châu hiểu ra cái điều đó. Và bây giờ đã đang suy nghĩ rằng là tại sao ba nước Âu Châu mạnh nhất là đưa chiến hạm vào cái vùng biển Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương kể từ năm tới. Tức là họ cũng nghĩ đến rằng là có thể chúng ta phải để ý đến chuyện đó. Thì khi đó, trước khi kết thúc thì chúng ta mới phải đi nhìn vào cái thực tế đó. Trung Cộng nhìn thấy xem rằng là mua bán như thế nào với lại phía Hoa Kỳ và phía Âu Châu. Thì đối với lại Âu Châu đó, tôi có nói nhiều lần đó, các quốc gia xuất cảng đó bị lệ thuộc vào cái nước nhập cảng. Âu Châu đó có một nước cần xuất cảng nhiều nhất, bị lệ thuộc và xuất cảng nhiều nhất đó, chính là nước Đức. Nhưng mà nếu mà mình nhìn đến trên toàn cảnh đó thì các cái nước đó ở Âu Châu đó, xuất cảng qua Trung Cộng gồm có những cái quốc gia này: số 1 nước Đức, số 2 nước Anh, số 3 đó Phần Lan và Ái Nhĩ Lan, Ireland, sau đó là Đan Mạch. Nhưng mà cả một cái khu vực Tây Âu nằm ở dưới đó, họ xuất cảng tương đối ít hơn cái Trung Cộng, và cái khu vực đó nó rất đông, nó có những cái nước Đông Âu, nó có nước Trung Âu, nó có nước Áo, nó có Bulgaria, kể cả Nam Âu nó có nước Ý, nó có nước Hy Lạp, nó có nước Bỉ, nước Sâm Bơ, nguyên một cái dàn đó, họ không chấp cả nhiều cho Trung Cộng, họ không bị lệ thuộc vào kinh tế của Trung Cộng. Thì họ có cái nhìn an ninh đó, nó khác với lại nước Đức, nó khác với lại nước Anh. Đã có một lúc trải thảm đỏ ra mời Tập Cận Bình đi vào, tưởng rằng là có tiền đến lúc nọ kia, nhất là sau cái vụ khủng hoảng của Âu Châu 2008-2009 thì mong rằng là Trung Cộng nó có thể tung tiền ra cứu giúp mình nọ kia, giấc mơ hão huyền. Và bây giờ đó họ bắt đầu họ thấy ra sự thể nó không phải như vậy. Thì trong trường hợp đó đối phó nói như thế nào, thì tôi nghĩ rằng là họ đang chuẩn bị cho cái giải thuyết, cái kịch bản bi quan nhất, tức là tệ hại nhất, là tại vì họ cũng đã có những cái mơ ước như là Hoa Kỳ trong vòng
7 đời tổng thống trước Donald Trump. Và bên năm nay đó thì họ thấy ra rằng là cái mơ ước đó là nó là hão huyền, có khi nó sẽ thành cơn ác mộng. Cơn ác mộng đó thì ra làm sao, nó y hệt như là trường hợp của Hoa Kỳ. Cái mối lo của Âu Châu đó, từ Trung Cộng đó, nó làm cho kể cả với chính trị lẫn với kinh doanh đó, đang suy nghĩ lại. Tối thiểu đó, đó thì Bắc Kinh đó, đó sẽ không thể nào dùng cái đòn bẩy kinh tế để sai khiến, để chi phối hoặc là để ly gián các nước Âu Châu với nhau. Chuyện đó đó, họ các nước Âu Châu bắt đầu thấy ra và thấy rằng là cái nhược điểm của chúng ta đó, đó là mỗi người nhìn về một hướng, là tại vì cái quan hệ kinh tế của chúng ta nó lệ thuộc phía này nhiều hơn phía kia chẳng hạn đó, đó chúng ta không có sự thống nhất. Tại vì quyền lợi về an ninh nó có khác. Đông Âu và Trung Âu nhìn về Liên bang Nga coi cái đó nó là mối nguy. Trong khi đó các nước Tây Âu đó, đó thì không nhìn Liên bang Nga là cái mối nguy. Nó dữ dội đến như vậy là tại vì đã có cái vùng cháy độ là các nước Đông Âu và Trung Âu thì nhà họ có cái nhìn nó khác nhau. Bây giờ đó, đó là họ đang nhìn thấy rằng là họ phải nhìn lại Trung Cộng. Tại vì Trung Cộng cũng đang muốn ly gián họ. Và cái hiện trạng mà các nước Âu Châu đó, đó là mơ ước xây dựng với lại Trung Cộng, hiện trạng đó, nó đang bị đảo lộn. Và có thể Bắc Kinh đã cũng thấy ra những cái rủi ro đó nó xảy ra trong năm nay của họ. Và nếu mà họ lấn tới đó thì có khi họ sẽ bị phản tác dụng. Và họ cũng mong rằng là qua những cái cơ chế, những cái cơ chế gọi là quốc tế. Tôi lấy thí dụ quốc tế đó là chuyện của nước Đức hay của nước Pháp, hay nó là nước Đức, nước Pháp giải quyết. Nhưng mà cái cơ chế quốc tế đó là có là Liên hiệp Âu Châu. Cái thủ đô nó không có nằm ở Berlin hay là nó nằm ở Paris hay là nó nằm ở London của nước Anh, nó nằm ở tại Bruxelles của nước Bỉ đó chẳng hạn. Thế thì Bắc Kinh đó đang nghĩ rằng là các cái cơ chế quốc tế đó cũng y hệt như là quỹ tiền tệ quốc tế, hay là tổ chức thương mại thế giới, hay là kể cả Liên Hiệp Quốc, những cái tổ chức quốc tế đó là đều một tổ chức không có xương sống. Và mình dễ khuynh đảo họ vì chia rẽ những cái thành phần đó với nhau. Và cuối cùng sau đó là mình trục lợi. Để lấy tổ chức y tế thế giới, WHO chẳng hạn đó. Họ nghĩ là như vậy. Nhưng mà các nước Âu Châu đó, đó có cộng tác với nhau về mặt quốc tế, nhưng mà họ cũng thấy rằng là cái đó nó là nhược điểm. Và bây giờ họ đang suy nghĩ lại. Và nếu mà mình nhìn thấy trong một cái tương lai không xa đó, thì cái mà tứ trụ, bốn cái cạnh của cái viên kim cương Ấn Độ, Nhật Bản, Úc, Hoa Kỳ đấy đó, nó sẽ có thêm cái sự hiện diện của Âu Châu. Và cái vấn đề Hồng Kông đó, nó làm cho các nước Âu Châu đó nhìn lại cái tình hình của Đài Loan. Và đó, tôi cho rằng là nó cũng lại là một cái chuyện nó quan trọng. Và khi đó người ta mới bảo phải nhìn xa hơn đó, cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Các nước Âu Châu đó, đó là nghĩ rằng là tại vì kinh tế của Trung Cộng có dân số đông, nhân công rẻ, thành ra hàng hóa của Trung Cộng nó rẻ chúng ta nọ kia, dần dần họ thấy rằng là nó không có rẻ như là người ta nghĩ nữa. Và Trung Cộng nó không khai thác cái lợi thế nhân công rẻ nữa. Cái đó là trong 20 năm về trước. Bây giờ đó là họ đã đi vào những cái ngành gọi là cao kỹ hơn, tức là kỹ thuật cao cấp hơn. Và họ trở thành những cái nước mà trở thành một cái quốc gia đi vào những cái lĩnh vực tiên tiến và đe dọa cái khả năng thống lĩnh của Âu Châu và của Hoa Kỳ. Họ đang vượt lên đến đó. Và nếu mà các nước Âu Châu mà cứ nghĩ rằng là cứ dửng dưng như vậy đó,
đi vào cái chuỗi cung ứng đó, đó, đó thì tức là chỉ có tạo thêm sức mạnh cho Trung Cộng, là tại vì càng lệ thuộc nhiều hơn vào Trung Cộng, họ bắt đầu họ đang suy nghĩ lại. Và họ suy nghĩ lại, kính thưa quý vị và các bạn, kể từ năm 2020 này là một cái năm đầy tai họa cho nước Mỹ. Nhưng mà chính những cái tai họa đó, người ta mới nhìn thấy một trong những cái nguồn gốc chính là từ Trung Cộng. Và các nước Âu Châu đó không thể nào mù mãi được, đang nhìn ra và thấy rằng là cái đó phải cẩn thận. Đó là lý do tại sao trong cái phần thứ ba tôi nói rằng là Bắc Kinh đang mất Âu Châu trong năm này. Chúng ta cuối năm thì cũng phải tổng kết lại, còn cứ bận tâm nghĩ về cái chuyện gọi là bầu cử kỳ cục ở tại nước Mỹ đó thì chúng ta không để ý đến. Thế giới nó cũng đã có những cái xoay chuyển của nó. Xin cảm ơn quý vị và các bạn trong cái phần 3 của tiết mục giải ảo thời sự ngày hôm nay của chúng tôi, 21 tháng 12 năm 2020.